Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Trong video ngày hôm nay thì siêu thị điện máy Ecomart sẽ cập nhật tới ngay cho nhà mình giải pháp những ngày trời mưa nồm ẩm kéo dài như hôm nay thì làm thế nào để quần áo khô. Rất là đơn giản thôi, cả nhà hãy qua ngay siêu thị điện máy Ecomart với địa chỉ là km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để lựa chọn ngay cho mình một sản phẩm máy sấy quần áo để đáp ứng ngay rằng quần áo của chúng ta vừa thơm lại còn khỏi lo trời mưa nồm ẩm kéo dài nữa. Và giá máy sấy của Ecomart đang bán sẽ dao động cho cả nhà từ dưới 10 triệu đồng. Dưới 10 triệu đồng cả nhà nhé. Vậy có những cái mẫu máy sấy nào thì mời cả nhà hãy cùng đi theo em. Mẫu máy sấy mà em muốn giới thiệu tới cả nhà đó là dòng máy sấy thông hơi nhé. Máy sấy thông hơi mẫu đầu tiên sẽ giới thiệu với các bác mà đang cũng đã trưng bày sẵn tại Ecomart đây. Mã sản phẩm sẽ là EDV854J3WB. Mẫu máy sấy này sẽ đến từ thương hiệu Electrolux, khối lượng sấy 8,5 cân, hàng nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Với dòng máy sấy này, như cả nhà có thể nhìn thấy, tích hợp nhiều chương trình sấy cho cả nhà, từ chương trình sấy nhanh, sấy vải tổng hợp, sấy đồ len, áo sơ mi, đặc biệt có thêm chương trình sấy diệt khuẩn, kèm theo với đó là giảm nhăn bằng hơi nước, cực kỳ là tiện luôn. Với cái dòng máy sấy EDV854J3WB này, đây sẽ là dòng máy sấy thông hơi. Với cái dòng máy sấy thông hơi này thì nó sẽ có một cái đặc điểm rất là tuyệt vời, đó là gì? Đó là với những cái không gian nhà của các bác mà có cái không gian nhà chật thì các bác có thể úp ngược cái máy sấy này lên, trồng lên trên máy giặt được, rất là tiện lợi luôn. Và nó sẽ tối ưu cái không gian sấy cho cả nhà mình nhá, tối ưu cái không gian để cho cả nhà mình, để cả nhà mình khi mà trong cái quá trình sử dụng cả nhà sẽ không phải lo vấn đề là ví dụ các bác ở chung cư cái chỗ để nó bị chật hẹp thì với cái dòng này các bác có thể là gì ạ, có thể là úp ngược nó lên. Và dòng máy sấy thông hơi này Ecomart đang bán cho cả nhà với giá chỉ có 8.990.000 nhá, 8.890.000 và có trả góp lãi suất 0%. Đấy là về màu trắng. Còn bác nào mà thích cái màu tối hơn, tức là màu xám đen, đây cũng sẽ là màu xám đen này. Hai cái mã này thì nó y hệt nhau, chỉ khác nhau về màu sắc thôi ạ. Màu xám đen này thì sẽ là EDV854N3SB. Mẫu này thì bên em đang bán cho cả nhà sau khi trừ hết khuyến mại đi còn 9.390.000 nhá. Nếu như cả nhà mình mà thích cái dòng máy sấy mà nó có thể làm mới quần áo, tức là gì? Tức là nó có những cái tia nước để cái chương trình refresh ạ. Tức là những cái bộ quần áo mà cả nhà để lâu trong tủ mà không dùng đến, cả nhà có thể chọn cái tính năng làm mới như thế này. Và mẫu máy sấy này sẽ với model là EDS854J3WB. Với cái dòng EDS này vì nó có cái chương trình làm mới và nó sẽ phun trực tiếp cái hơi nước vào. Vì vậy mà với cái dòng máy sấy này thì các bác không thể trồng, không thể úp ngược nó được, mà các bác bắt buộc là gì? Các bác bắt buộc là phải để nó lên trên kệ. Và kệ máy sấy thì tại Ecomart bên em cũng đã bán sẵn và trưng bày như trên kia để cả nhà mình có thể tham khảo. Với cái dòng máy sấy EDS854J3WB này cũng tích hợp sẵn đầy đủ các chương trình sấy như cái dòng EDV kia, cũng có sấy nhanh, sấy vải tổng hợp, sấy áo sơ mi, sấy đồ len, sấy diệt khuẩn và đặc biệt có thêm chương trình làm mới nhá, rất là tiện lợi luôn. Và cái dòng EDS này thì nó sẽ đắt hơn một chút xíu. Mẫu này thì giá nó sẽ rơi vào 9.390.000 ạ, với màu trắng. Còn màu xám đen, đây màu xám đen, màu xám đen thì nó sẽ rơi vào khoảng là 9.800.000 cả nhà nhá. Đây ạ, đây là hai mẫu máy sấy thông hơi, khối lượng sấy 8,5 cân đến từ thương hiệu Electrolux, cả nhà có thể tham khảo trong cái đợt mưa nồm ẩm kéo dài này. Ngoài ra nếu như gia đình nhà các bác ít người hơn thì các bác có thể tham khảo sang dòng máy sấy thông hơi 7,5 cân cũng của Electrolux với model là EDV854H3WB. Và giá của mẫu này thì Ecomart đang bán cho cả nhà sau khi trừ hết khuyến mại thì còn khoảng hơn 7 triệu nhá. Hơn 7 triệu và dòng này thì cả nhà có thể trồng hoặc là úp ngược được. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn về mã máy sấy nào, các bác có thể để lại bình luận. Và ngoài những cái dòng máy sấy này thì Ecomart còn có rất là nhiều các dòng máy sấy bơm nhiệt hoặc là dòng máy sấy ngưng tụ để cả nhà có thể tham khảo ạ. Các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0974178586 để Ecomart hỗ trợ tư vấn cho cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.